mà cậu có thấy bé Quýnh Lượm không? Dạ có thấy được, nghe cô kể, cô bé kể thôi. Nè nè, tôi mới rửa đó hả, cho bé rửa cho bé hả? Dạ. Rồi đi của ư, ê dân chợm anh Khái không? Không khai gì. Dạ, chị nghe nói luôn. Rồi chưa đưa ai, chưa đưa ai khai bé ăn trường đồ, chưa khai bé Quýnh Lượm đâu. Cả cái từ lên túi lót rồi qua đây lượm nhìn mẹ. Rồi anh Thảo nói bữa nay bé có chỗ nọ này nè. Dạ. Anh Thảo còn thiếu nợ bé chút nữa đó. Chưa tôi mua chúng bé đó. Đúng không? Đó, còn nói chút xíu đi cô bé. Dạ. Anh Thảo nói đợi lên nhắc anh Thảo đợi anh Thảo nhiều nhiều quá đi. Dạ. Con cũng nhiều. Dạ. Chào anh. Đẹp trai quá em mặc ý. Đẹp trai mặc ý. Mất anh Quý. Cho bé mượn cái đó bé đeo coi coi nó có bị dơ dơ dắn lề gì nè anh nhớ. Vậy con gắn được nghe cô bác. Gắn chưa? Nha. Dạ dạ gắn vô đi đặng nè nhìn đẹp trai không? Đẹp trai hơn anh Thảo nhiều. Xé ra, xé ra, xé ra. Anh đứng thẳng lên. Anh nói bà nè. Đợi đứng gần là đẹp trai hơn không? Chụp luôn nha. Phạm về bé đẹp trai hơn không? 2, 3 rồi quá đẹp. Đợi đứng quay đây nè. Đây hả? Đợi đây nhà đó. Đó giờ qua xéo nhìn thấy không? Thôi giờ nhìn đây chút đi. Đây phải không? Chùa Văn Linh nha. Rồi. Đó. Chị diễn ra đây, diễn sao cho nó đẹp đây. Rồi bắt đầu. 2, 3 ok. Rồi xong. Đâu nhìn ông sư được đâu? Che trước khói lời. Không khói được đâu. Nó dính cọng dây rồi cô bé ơi. Ô Phật ơi, bé nó không thấy được đâu đó. Đằng kia thì thấy nè, đằng kia thì thấy. Ô Phật, đằng đó nhìn được hả? Dạ nhìn được. Giờ nhìn lên đây đi. Chỗ chó này nè, nằm đây nè. Ông bên chùa Phật lớn đi. Đứng ngoài đây. Dạ, đẹp đó, đẹp. Nhìn qua đây nè, Thảo được đó Thảo. Phải lấy này. Dạ, giờ nhìn. À, ta tâm kinh nè. 2, 3 ok. Giờ lấy cái chỗ nọ nữa. Thôi thí liêm luôn. Thí liêm hả? Thí liêm luôn. Này hôm nay chỉ có gì giùm cô bé thôi. Khoan. Rồi quay đây. 2, 3 ok. Vậy xăm lá. Đẹp. Vậy xăm lá. Đứng dằn đây nói nghe. Tặng đây xuống đó mũ này về đây mà giữ đó làm quà này cho trong căm. Căm đây gặp đó ở nơi này, hồ đây căm đồ đó mẹ tặng này cho chúng sanh. Chúng sanh đây biết đó chữ này, về đây mà nhận được thì bệnh tình nó điêu đơn. Dạ mô Phật. Dạ đúng không? Dạ dạ. Trước cho đây nào nới được đầy, về đây mà công việc đó xuân này cho no. Nó đây mà nhớ đó trời thật này, nhớ đây tổ tiên đó cổ quyền giúp cho đây bên đó có bé chèm nhẹp này, để đây mà tặng đó lực này cho bạn lên. Dạ đúng rồi. Cô bé hôm nay đi đến đây là vì cái tâm Phật kính trọng Phật trời, và cũng muốn cái thành tâm để cô bé hỗ trợ giúp sức thêm để cho mình mạnh khỏe và vui vẻ để giúp đời cũng như cứu người, và mình chung tay góp sức để truyền bá cho những người giúp người được. Cùng chung một tâm. Dạ, cùng chung một tâm. Dạ. Với thứ hai nữa là gieo duyên lành với Phật với cô bé để với mẹ Quan Âm. Không có gieo được, tự vì bé là cái bóng. Dạ, còn này là chỉ gặp nhau trong bóng trong câm thôi. Dạ. Là lũ rồi. Dạ. Hả? Cái mít gắn rồi nè. Cho mần đi tụi tôi. Mần đi. Tôi mần đi. Người ta trong liếc mà tôi lơ lằng đi. Giang Hồ Núi nè. Đây là kênh tròn 1989 nha bà con. Tròn An Giang. Giang Hồ Núi á. Mọi người. Rồi đúng không? Bé nói vậy có lơ lớn bé nói không? Đó. Về đây chợ trong đó hoàn thằng này lòng đây chưa dựng đó mà buồn này chẳng bỏ ra là sao? Chợ trong bụng mùi trong bụng cần buồn còn đang đơn buồn bực quá. Dạ. Có chút xíu quà.
Dạ, nhưng mà mới đó hết rồi đó. Thấy làm vậy là biết rồi đó. Thấy vậy đó. Nói bằng vậy liễu rồi. Dí với ở chân này còn đau nữa cô bé. Đó. Thấy không? Đợi đã biết không, gì đâu, tôi tưởng tiếng tắm đời mà vũ cho như vuốt và cho tiếng bò ly. Dạ. Dạ ly. Sao cho cái đầu nó sáng lên rồi thì làm việc mạnh mạnh ký cho nhiều tiền cho bà con. Dạ, vậy lấy thuốc bắn vô đi cho nó dính vô. Canh không có bắn lên đùng đùng rồi đúng rồi cho cô bé nó căng. Không của tôi là cây khác. Hôm nay AK bự lắm. Còn cây nguyên cây AK là không phải tiếng thật đâu. Dạ. Dạ. Vậy là đuôi đua. Dạ. Vậy là đuôi đua. Dạ rất vui ạ. Rất vui ạ. Dạ. Vì nghe hoài cho nên là hiểu dễ hiểu. Chứ cô bé là nói chuyện cũng hơi ngọng thì một số nghe hoài dễ hiểu 10 năm chưa hiểu. Nghe hoài khó. Dễ hiểu cái lời đó chứ còn trong sự đôi khi đó thì không có biết được. Mặc cái này có trong mình hả? Cái này có được trong mình rồi đó. Dạ. Rồi đúng không anh á? Em dạ. Cần chụp giùm anh một cái để gửi cho anh một tấm hình vui kỷ niệm nha. Em anh đứng ở đây chụp. Sợ mất súng cầm khoai à? Khỏi chứ cho trời. À cô bé mở ra luôn nha quá. Cái bao. Nó bắn được luôn á cô bé. Không phải đợi đứng dần đi. À. Đợi đứng dậy mới đúng nè. Bé nhìn đây cậu hùng chụp cái bé đó rồi gọi hai cái súng luôn cái cây này bắn ở dưới chân cây này bắn trên tao chạy đi chạy tránh xa cái cầm di len ra đưa đỡ nó lứt rồi đã nói gì bắn cái súng luôn hả có phạt rồi sao mẹ em Thảo hứa tặng cho bé dạ để con tặng gì đây con về anh Thảo luôn dạ con Thảo ra mà dạ đúng không phạt đỡ và cho cho cái này nó có sẵn rồi này nè. Có đạn luôn á. Cái này phải gắn vô. Hả? Cái này là phải gắn vô trên này nè, bắt đầu mới bắn được. Hai cái một cái luôn. Dạ cái này hai cái một cái luôn á. Ba cái luôn á. Ba một lỗ. Ba lỗ luôn. Giờ bé nó thích súng luôn á. Hiểu ý rồi tôi coi. Anh ca này. Lấm cái bông đó lên đầu. Ổng nhặn. Cái anh nó bị xì. Bắn đồ đẹp nãy giờ mà mai then á. Bắn đồ đẹp rồi nó đẹp rồi mang sao đẹp nữa chứ. Cái này là cái này mượn cạm khời mà. Đâu phải tôi lé đâu tôi. Con ấy nè, cái này nè. Con gấu. Con gấu à, con gấu hả? Con báo à. Gấu kitty. À, nhìn đứng đây đẹp không? Những người tôm chậm đứng dậy đó. Dạ. Thấy là đứng dậy là quan trọng đó. Dạ về tôi nói là tôi rất là tôm rua nhiều lắm có không? Dạ mua và có. Hả? Ở dạ, bên đó hải sản nhiều. Không phải, bé hỏi vậy cần có mua lưới không á? Có mua lưới không? Đặng mình dâng ra già nà đặng nó dính vào á. À lưới. Dâng vào dính vào. Dạ, nhưng mà lưới đó đem về đây xài được không? Dạ, chỗ nào cũng có cái gì đó, có cái gì đó. Được không bác? Được không? Cái nữa rồi. Nó thấy chưa? Thấy chưa? Đây, con gửi cho con bé. Mà phạt bé cảm ơn anh Thảo này nịnh nè. Biết bé dặn nó nịnh này à. Ở sao đâm có cộng anh nè. Bé đợi đồng không ta bán không có vòng dây cô bé ơi à bây bây giờ rồi mình mang ngược đi giờ được không mà rồi đổi quá không giờ mình phải canh ở đây nè chờ chúng cái súng của anh Thảo này giữ nha, bắn kêu luôn nha, bắn nha, đúng luôn. Cho nượng cát đá liếng anh Thảo đi. Còn cái này giờ dở đi này nượng mà, phải đua lại đi. Này là Thảo cho luôn hay gì? À, không có đâu, nượng coi mà. Rồi, dạy bộ hình luôn. Trúng ống chưa lại lũ đâu.
Cái này là đồ chơi hả mà. Nào, cô bé gì đó. À, con chào cậu. À, sao cậu biết con mà cậu chào đâu? Thử đưa con cái bóng mà. À, vậy ta. Để kiếm lựu đạn mà không có. Thôi. Nếu mà kiếm lựu đạn thì cái bụng này nó bị xẹp đó. Nói rồi mà nghe. Trời, thử thế hen. À, đã giác cái này lên chị chịu qua đây nè. Thấy không? Ơi cô đúng không? Để cho ông coi là nó dùa. Cái này là bắn qua nước ngoài phải không cô bác? Không có. Cả cái này khử máy coi nó đi liêu không? Thử máy hả? Khử máy thôi. Trời ơi, tới đâu tớ điếc mà. Cái gì đó không nói được, không biết nói. Có vũ khí là chiếc này mình qua Uina mình phụ đó. Bắt ha. Cậu trước, bắt cậu trước. Tao nhiều chuyện quá. Để im lặng đi. Tự nhìn đi. Có khi nào chị vô đây bắn gì không? Có gì là bởi chán á, giật á. Không có đâu, bởi sợ bể bụng kìa. Không lo. Đổ qua đó. Cái đó là bởi còn á. Sáng ngày. Không có, con chịu qua đây. Giật á. Vậy cô cho con mượn gò á cậu đi. Không được. Không được hả? Vậy. Vậy giờ mình quay qua đây ăn. Đâu có, cái này nó quay đây mà. Con đâu chỉa ngoài đây. Không có đâu, con làm mình ăn. Để đi. Nắng lên nè, nắng lên nè. Nắng. Không phải, cái này là đồ giả tới gian. Còn cái khạc là đồ đặt đồ cho mình khái đâu đúng không? Mà mốt có mời con bé qua Phú Quốc vào chơi ở Phú Quốc được không ạ? Dạ, vào chơi là không có hứa câu này. Công chuyện luôn, vừa vào chơi vừa công chuyện luôn. Không, đi qua làm việc thì nhận chứ dạ, còn công chuyện thì không nhận. Làm việc. Đúng rồi. Đi qua làm công việc. Dạ, ra Phú Quốc làm công việc. Rồi, đúng rồi, chứ còn mà nói câu đó không nhận được, không có, không hứa lừa được. Cô bác, cô bác này giữ được cô bác. Bắn bể kiến được không? Cái này là tiếng của anh Khả mà đâu hay chú lé đâu. Nó đắng vậy đâu đúng. Nó cái đó nó không có tiếng, nó không có tiếng mà nó xí. À, đó. Nó chị. Thôi uổng lắm đừng bắn hết. Hả? Giờ sợ nắng rồi không có đồ vắng vô lao. Thôi, được không đi vô được. Thôi, tắt đi. Đã tắt đi. À cái này bắn ra luôn nè cô bác. Được đúng rồi. Cây xuống bên đây nè. Thôi cao. Ồ, bữa nay cô bé được tặng 3 món quà ha. 2 cây quân với cây AK. Cái này được bốn mà. Cái kiến là bốn. Dạ tặng cô bé luôn. Dạ trời đám ơn tặng chứ trong lòng buồn lắm nô. Không con còn cái kiến kia. Cái kiến kia là để đeo cho nó vỏ mặt cà khòi chứ không phải tiếng nát. Yeah. Cái kiến kia nó đắt tiền nhiều hơn. Dạ. Yeah. Thử súng nó luôn bé súng đỏ nè, nãy giờ chưa thấy nè. Thôi nó mắc không được được thôi. Bắn được. Cô bé bắn cho tường rồi. Đừng vụ. Đừng cái vụ lé như vậy. Ông sư nói nó vụ con đó. Con cắt vô đi đặng còn nguyên. Chứ nắng rồi nó hư. Con nói vậy đúng không cậu? Dạ đúng. Câu này lễ phép quen hầu cắt sư này à. Thanh cây cơ hầu cắt sư á. Này đổ cho ông bình được coi. Sáng giờ ông ế đúng không? Ế quá rồi cậu ơi. Sáng giờ chưa có chụp nào. Là chưa có lụm được môi nào á. Lụm là sao? Không phải đâu. Chưa chụp được sống nào á. Không phải đâu. Chưa có cắt được. Chưa có cắt các bạn. Nhưng mà mình chưa có bóp được tấm hình nào. Không phải. Thôi vậy không đúng. Cắt nó lụm đâu. Cậu làm con tắt hai đi. Tắt hai rồi nè. Tắt hai. Là hai tấm hả? Rồi đúng rồi. Rồi vô dập đi. Chụp cho bé hai tấm đi. Nghe không? Chưa đỡ hàng ha. Bé mở hàng là xuân sẻ nha. Dễ quá rồi. Nói rồi đứng nãy giờ người không có. Đưa ngoài đây ha. Đưa ngoài đây. Rồi, 1 tấm. Hai tấm. Kiểu khác đi bé. Kiểu khác bé ơi. Đợi đứng ngoài đi. Rồi. Lưng hình bự rồi có lọc rồi. Vậy là cậu bé cho có lọc rồi sáng giờ đói quá. Đợi về lọc này mà ăn được đầy bụng thôi chứ đâu trả nợ được.
Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Đang mượn tiền góp mà. Có mượn tiền góp không? Có luôn. Đây đây chú thôi nợ trả chưa hết thẩm nhận. Dạ. Cái này mình rửa mình giải cho sợ là. Hỏi không hỏi cô bé trước kìa, hỏi ý kiến của cái giải túng túng lại được cho bé đặng đem đem bé đi phe. Mình xấu mình phải đi phe. Giải anh giải. Cậu ăn đi rồi con liền cho nè, đồng ăn đặng trả lượt. Giàu quá hút hút chứ không ngon lành gì chứ nợ kêu hoài. nợ gì đâu mà đi hoài. Đã biết không có mình đi hoài. Giả như mèo mối lửa vậy đó. Chở khay gì một xe mà không khay nào hiểu là được hết. Vậy chở chi cho hao nước. Bữa nay vũ khí trên nón quá trời vậy cô bác. Không ạ. Giờ đâu bắt cái này là hợp thiếu. Vũ khí là cái này nè. Đúng đúng rồi. Chở ta nhiều chiếc quá. Đừng nói là... Không, mới nói cái cờ vậy thôi, mới nói chứ thôi. Cái này nhiều chuyện mà đưa cho người ta giết chết á. Cái nón như là kim cương. Giả đó, giả đó, giả đó. Giả bỏ cái có người lụm. Giờ dục chỗ người không có mấy mà dục chứ. Chứ có người có ở đâu dục chi. Đúng không? Sao vô cô bé rồi. Hả, cậu nói con nghe. Nói đi, nói cái gì nói đi. Dạ thưa cậu, khổ quá giờ còn tiền góp nhiều quá. Cậu nghe cậu nói cái bắt đầu là cậu nghe nói. Nói chúng tâm rồi phải không? Không phải nói chúng nợ. Nói chửi chúng nợ. Sao cậu dưng nước nắc làm gì để cái này coi ly đi. Cho cũng ai nhận đâu. Dạ. Cậu buông tay ra đi. Cái là... con đi cũng chưa coi. Rồi. Thì nào cô giấy số cho tôi nha chú Quý. À, dạ. Sao cậu niệm Phật chi dữ à? Bây giờ khổ quá. Niệm Phật mà nợ còn nhiều. Mô Phật. Nói hả? Nói ra cho niệm Phật này mà nợ không hết chứ. Nếu mà chắc chú khẳng đi chữa giúp cho đời đồng ăn trả nợ đi đi đặng kiếm chịu khắc mặn cũng được chứ không cần cái cắt. Dạ. Chứ bây giờ hai cái giò đi hết lỗi rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Sao về sao cái bụng nhịn đó chi vậy? Nó đau bầu cử á. Dạ. Buồn khi đường nợ khi nợ nhưng cậu phải lộ vô đây. Đúng không? Đồ đây mà bưng đói cơm này mà cậu đây nước mắt đó rơi này ai có thấy không? Hả? Đúng không? Hả? Con nói sự thật cậu đừng khóc nha. Dạ dạ. Cậu nói ông bà ơi có linh kiên không? Con nợ trả đi. Rồi xong rồi con làm cơm đánh con trả lời cũng được. Có không? Hả? Hả? Có không? Có. Con nó dạ, có. Ai à? Đâu rồi cái cứu khách bé đâu vậy? Tôi xin cô bé đâu rồi? Đâu không ghe kia đâu má. Chở tới không phải cái này. Có quà đó. Có quà đó nha. Này có duyên gặp giờ bé con nha. Con thật lòng câm cậu muốn khóc cậu khóc với bé đi. Con nói thật lòng cậu cũng khóc cậu khóc với bé đi. Dạ. Cậu khóc trong tâm mình được rồi. Không cậu, đó bé muốn dạ. Nước có nước mới sự khạc. Chở chứ còn trong câm thì làm sao khấy. Bé thấy à. Đúng không? Con đây kính cẩn như mình, cẩn đây con cậu đó đồng này cậu nhận đi. Nhận đây cho bé đó vui này. Để đây giữ sức khỏe đó mà cậu niệm Phật này cùng cho bé đi. Con cẩn cậu đó. Một Phật. Cẩn đi đáp lại, đáp lại đó. Đáp lại. Vì buổi sáng cậu quậy này đi mà cậu không muốn đi. Cậu nói quậy đi người ta tưởng đủ tiền nặng về đưa. Nhưng mà không ngờ không có được đồng đưa nên trong lòng cậu đau lắm. Không ai gây được cái đau của cậu đâu. Chị bé gây rồi à chứ không ai gây cậu hết á. Trời buồn cậu ơi. Này cái giúp cho. Cậu niêm vật mua bé đi. Dạ. Về cơm canh cho tủ liền như
thơ Thu Liền No đi rồi yeah. Con sẽ chúc cho cậu được vui tận niệm Phật cùng với bé nha yeah. Chưa cho trăm họ Thu Liền nha cậu. Mô Phật. Cái này mệt mà dẫn đi nha. Đi ra tưởng đâu có tiền về góp mà ai về đâu về đó túi không này còn ăn khí không chịu nè. Nó văn rồi tùm lum hết trơn. Nó văn rồi tùm lum hết trơn. Vui vui em, vui em. Nè con với mẹ đi giải hết rồi đó. Chơi 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 giữ khổ tâm lắm. Chợ trong lòng này không có vui. Nên bé nói là dặn thì giải hết đi. Rồi đỡ cho mẹ nhẹ cái chân tặng mẹ ly á. Chứ nhận mà nó nặng quá đi không có đùa. Đau gầm lắm, khổ lòng lắm. Thôi con xin cá biệt đặng con bé đi làm việc chút xíu nữa bay quay về bé gặp lại nha. Dạ, điểm đúng hết trơn à. Hả? Dạ, ý nó điểm đúng hết trơn thì rất mừng. Được rồi thì cậu này nói nghe cô bé vậy đó. Muốn gặp lắm mà không biết chờ nào mình đi vòng hoài mà sao không khá lên. Mà bữa nay không nghĩ tới mà lên mà được ôm, được vui, được cười. Dạ. Bé xin chào cậu. Đúng trung tâm luôn. Rồi xin đặt.